bối cảnh của khu vực và đòi hỏi của đất nước hôm nay không có chỗ đứng cho ba đặc khu kinh tế của Nguyễn Trung. Trong thơ ngõ ngày 8 tháng 6, 2016, gợi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn thể bộ chính trị, tác giả đã trình bày các lý lẽ nên hoãn, tốt nhất là nên hủy bỏ dự án về ba đặc khu kinh tế, tham gia tọa đàm của CODE vào ngày hôm nay với chủ đề xây dựng luận cứ khoa học cho dự án ba đặc khu kinh tế. Tác giả trình bày thêm một số ý kiến bổ sung sau đây. Bối cảnh khu vực, trong khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, đặc khu kinh tế theo như mô hình nêu trong dự án đã trình quốc hội ngày nay đã trở nên lỗi thời. Trong quá trình làm dự án ba đặc khu kinh tế của ta, đặc khu thâm quyến được ca ngợi đúng và sai, hết lời và được coi như là hình mẫu chủ yếu để biện minh cho lý lẽ ra đời ba đặc khu kinh tế của Việt Nam. Xong qua quá trình lập luận, nhiều chi tiết rất quan trọng đã bị bỏ qua. Trước hết là đặc khu thâm quyến ra đời vào năm 1980, lúc đó Trung Cộng mới có hai năm cải cách kinh tế bắt đầu vào năm 1978 nên có rất nhiều bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu. Hơn nữa, Thâm Quyến có khu Tô Nhượng Hồng Kông rất phát triển ngay sát nách làm chỗ dựa. Trên thực tế, những thập kỷ ban đầu, Thâm Quyến là một khu kinh tế chủ yếu phục vụ hay khai thác nền kinh tế Hồng Kông để tồn tại và phát triển. Thực tế này hôm nay về cơ bản vẫn như vậy. Nói cách khác, không có Hồng Kông ngay sắc nách, thâm quyến chắc chắn không tồn tại được. Dẫn chứng cụ thể là đồng thời ra đời với thâm quyến, còn ba đặc khu nữa được xây dựng tại các vùng khác nhau của Trung Quốc. Xong cả ba đặc khu này đều chết yểu vì Trung Quốc chỉ có một Hồng Kông. Trong vòng 3 tới 4 thập kỷ này, tác giả chưa tìm thấy ở đâu trên thế giới một đặc khu kinh tế nào thành công theo kiểu thâm quyến ở châu á càng không kể cả châu mỹ latin thậm chí phần lớn những đặc khu kinh tế đã ra đời trong những thập kỷ trước đây hoặc đã thất bại hoặc ngày nay đều phải biến dạng thành những cái gì khác hoặc không còn tồn tại nữa đơn giản vì mô hình đặc khu kinh tế đã hoàn toàn lỗi thời trong khi đó, tại một số nước phát triển, thường có một số đặc khu hay tiểu vùng có những phát triển đặc thù cho những sản phẩm riêng rất đặc thù của nó. Ví dụ, đấy là những thành phố, vùng hay khu vực của công nghiệp nhẹ, của công nghiệp nặng, sản phẩm dệt, sản phẩm công nghiệp hóa chất, sản phẩm công nghiệp tinh học, sản phẩm thực phẩm hay đồ uống cao cấp, đặc khu dịch vụ tài chính, vân vân. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 chẳng những mang lại công nghệ mới trong sản phẩm, trong liên kết và kinh doanh, xây dựng nên những mạng dịch vụ chưa từng có, tạo ra những kết cấu, cấu trúc mới của các loại chuỗi cung ứng dịch vụ, những công cụ và phương thức mới trong huy động, phân bổ các nguồn lực Vòng đời của sản phẩm thời cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng ngắn và càng sớm bị thay thế, vân vân. Có thể kết luận, cách mạng công nghiệp 4.0 loại bỏ gần như hoàn toàn mô hình các đặt khu kinh tế như nước ta đang thiết kế và dự định hình thành. Trước chính quyền Mỹ, giới quốc phòng và nghiên cứu Mỹ chính thức nhận định Trung Quốc trên thực tế đã chiếm và quân sự hóa xong Biển Đông. Những hoạt động quân sự của Trung Cộng trên Biển Đông ngày càng gia tăng về tần suất, cường độ và tính nguy hiểm, trực tiếp uy hiếp các nước chung quanh và khu vực. Thực tế này chỉ có thể giải quyết được bằng chiến tranh. Đạo luật ngân sách quốc phòng Mỹ của năm 2018 NDAA 716 tỷ Mỹ kim bao gồm cả những vấn đề phải giải quyết liên quan đến việc Trung Quốc chiếm đóng trái phép Biển Đông. Đáp lại, Tập Cẩn Bình tuyên bố Trung Quốc quyết bảo vệ từng tắc đất tổ tiên để lại, mặc dù theo lịch sử Trung Quốc và theo UNCLOS năm 1982, cũng như theo phát quyến 12 tháng 7 2016 của Tòa Trọng tài Quốc tế. Tất cả đều xác định rõ ràng Trung Quốc không có lãnh thổ và lãnh hải là Biển Đông. Hành xử của Trung Quốc đang đặt ra những thách thức rất nghiêm trọng cho toàn khu vực cũng như đối với chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và quốc phòng của nước ta. Bối cảnh này của những đặc khu không cho phép ba đặc khu kinh tế như đang dự định được tồn tại ở nước ta dù chỉ một ngày. Đòi hỏi của nước ta hôm nay Hiện nay thì Việt Nam xếp hạng rất cao trong nhóm nước đứng đầu thế giới về thu hút FDI và ODA tính theo đầu người. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vượt quá 200 GDP của Việt Nam, nghĩa là độ mở trong kinh tế đối ngoại của Việt Nam cũng rất cao và thuộc tốt của thế giới. Hệ thống luật pháp liên quan đến kinh tế đối ngoại và thu hút FDI của Việt Nam có thể nói là hoàn chỉnh và có khả năng cạnh tranh rất cao trong khu vực cũng như so với nhiều vùng khác trên thế giới. Nguồn lực trong nước rất lớn và đã được huy động ở mức độ cao. Đồng thời, nguồn lực đất đai tài nguyên, khoáng sản, môi trường rất to lớn của đất nước đã được huy động đến mức cạn kiệt. Hiện nay, Việt Nam đã có 124 khu công nghệ và khoảng 20 khu kinh tế các loại khác đi vào hoạt động từ hai thập kỷ này. Song trung bình mới chỉ lấp đầy được khoảng 50% diện tích mỗi khu. Hiện vẫn còn gần 100 khu công nghiệp dở dang từ hàng chục năm nay trong khoảng hai thập kỷ thì Việt Nam còn thu khoảng trên dưới 200 tỷ mỹ kim kiều hối các nguồn. Song toàn bộ những nguồn lực mọi dạng rất to lớn này không làm nên được một nước Việt Nam công nghiệp vẫn chỉ tạo ra một nước có thu nhập trung bình thấp, có năng suất lao động chỉ cao hơn Lào, Campuchia và Myanmar một chút. Kết cấu hạ tầng thiếu thốn, công nghệ của toàn bộ nền kinh tế lạc hậu, chủ yếu thuộc thế hệ 4 và 3, nghĩa là trong khi thế giới đã bước vào cách mạng công nghệ 4.0 thì nước ta vẫn ở trình độ công nghệ 4.0. Nguyên nhân gốc của thất bại như trên là trong suốt ba thập kỷ công nghiệp hóa hiện đại hóa vừa qua, Việt Nam không đặt ra và vì thế đã thất bại trong việc xây dựng một thể chế chính trị và một hệ thống quản lý quốc gia để vận hành đất nước mà sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đòi hỏi. Hệ quả là nguồn lực to lớn trong tay bị lãng phí, hủy hoại, đồng thời tệ nạn tham nhũng, tiêu cực đã triệt tiêu nội lực, bóp nghẹt khả năng tích tụ và phát huy một nội lực. Ngày hôm nay, động lực phát triển kinh tế của Việt Nam chủ yếu vẫn phải nhờ vào FDI cho kinh tế gia công và xuất khẩu. Trong hiện trạng của đất nước như đã trình bày trên, không có một lực kéo nào từ bên ngoài, dù là 3 hay 30 đặc khu kinh tế như đang dự định có thể xoay chuyển được xu thế phát triển hiện nay của việt nam thậm chí phải nói trong tình hình nội trạng đất nước như hiện nay càng thêm lực kéo từ bên ngoài kinh tế đất nước càng phải dựa vào lực bên ngoài mà sống mà phát triển mọi hệ quả lệ thuộc và phụ thuộc sẽ còn trầm trọng hơn hiện nay quyền lực mềm trung cộng càng có đất màu mỡ để trở thành rừng rú đòi hỏi chiến lược của việt nam hôm nay không phải là tăng thêm lực kéo từ bên ngoài như dự án ba đặc khu kinh tế đang hướng tới chưa nói đến ba đặc khu kinh tế như đang thiết kế trong tình hình thực tế của quốc gia và của khu vực hiện nay vẫn còn chứa chấp những mối nguy khó lường vượt ra ngoài khả năng kiểm soát rất yếu kém hiện nay của đất nước và do đó không được phép tồn tại trên nước ta dù là một ngày đòi hỏi chiến lược của việt nam hôm nay nhất là trong tình hình nóng bỏng hiện nay của khu vực và trên thế giới là phải mau chóng khắc phục nguyên nhân nói trên để giải phóng và phát huy nội lực